Vâng, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay thì do là trời mưa quá nhiều nên là mình tranh thủ mình sẽ đi vào thăm cái rẫy mình ở trong rừng nha mọi người. Nay mình đi thăm rẫy gừng ở trong rừng á. Do ở đây bữa nay là thời tiết là đang rất là mưa nha. Mưa rất là nhiều, mưa ngày mưa đêm. Mưa tầm tã. Đây mọi người có thể thấy ở đây giờ trời cũng đang mưa này. Mà mình cứ đánh liều lấy cái vị bóng chụp cái điện thoại này là cứ thế quay thôi. Đây mời mọi người cùng theo chân mình đi xem rẫy gừng nhá. Đây mọi người. Mọi người có thể thấy là trời mưa âm u. Rất là mù luôn trời. Đây. Mì cũng đã lên rồi nha mọi người. Mì lên khá là tốt. Cuộc sống ở đây thì cũng chỉ như vậy thôi. Làm những cái cây mì, cây gì rồi, cây lúa, ngô, khoai, sắn gì đó. Kìa, kia là rẫy gừng của mình nhá. Kìa, nhìn thấy những cái luống, mọi người có thể nhìn thấy những cái luống trắng trắng đó. Đấy, nhìn từ xa mọi người có thể nhìn thấy đấy. Đó là rẫy gừng đấy. Giờ mình sẽ đi lên cho mọi người xem cận cảnh nhá. Đây mọi người. Gừng thì đã mọc rồi đây. Nhưng mà lại bị con chuột cắn rồi. Hôm nay không biết sao chuột rất nhiều này. Gừng mọc đều lắm này. Đây, gừng mọc đẹp rồi. Đoạn này trồng sau mà cũng đã lên đoạn như thế này rồi. Mà chuột nó phá quá đây cả nhà. Đây. Chuột cắn hết này. Thật là tiếc thật đây. Mầm gừng đang lên rất nhiều này. Đây. Đấy, mọi người có thể thấy này. Đấy, gừng đấy. Gừng lên nhiều mà chuột cắn cũng nhiều lắm. Này, mọi người có thể nhìn thấy. Đây mọi người có thể nhìn thấy gừng này. Gừng rất đẹp luôn này. Lên rất xanh. Xanh đẹp. Nhưng mà cỏ thì lên cũng khá khá rồi. Chắc là một ít ngày nữa thì mình sẽ vào ngủ trong đây để làm cỏ gừng nhá. Vừa đi trốn dịch luôn. Kìa, đằng kia có bãi ngô cũng lên tốt lắm. Sát cây gừng, gừng rất tốt luôn. Mong rằng là năm nay sẽ được giá để bớt đi phần nào gian khổ nha mọi người. Đây. Ồ, ngô rất tốt. Kia một bãi. Thì nên mình sẽ đi vòng hết bên kia cho mọi người cùng xem nhé. Đây, mình thấy một cái lỗ giống như là có chuột, để mình đào thử xem nha mọi người. Thì nó khỏi cắn gừng luôn. Chắc là có nó trong đấy không? Không có, cho nó vào trú ban đêm thôi. Trú mưa. Hết mưa nó ra nó lại đi vào rừng mất rồi. Ra rồi. Không có gì rồi, tiếp tục đi thăm rẫy thôi. Gừng cũng lên mà cỏ cũng xanh um. Đây mọi người, cho mọi người xem bãi ngô này, rất tuyệt vời luôn này. Đây gừng này, úi giời, ngô này quá đẹp luôn, mơn mướt luôn, gọi là trên cả tuyệt vời này. Mọi người ai có nhu cầu sử dụng gừng hay là buôn bán thì gừng thì liên hệ với mình nhé, qua cái số Zalo mình để đầu video đấy. Đây, mọi người có thể thấy toàn cảnh khu vực đây. Trời thì rất là âm u, sương mù bao phủ. Do ở đây mùa này là mùa mưa nha mọi người. Đây. Thấy hết toàn cảnh. Đây là cái chòi. Cái chòi của mình ở đấy. Đây.
dãy gừng xung quanh đây. Đây thì sau khi tí nữa đi thăm hết dãy gừng đây thì mình sẽ đi vào cái đám rừng kia nha mọi người. Đó, mọi người có thể thấy cái đám rừng đó, để mình tìm xem có cái gì ăn được không nhá, cái đám rừng đấy. Để về mình nấu ăn nhé. Do sáng nay anh em đi là dầm mưa đi nên là không có mang được đồ ăn ở nhà đi nha mọi người. Giờ mình cứ vào trong rừng kiếm thôi. Rừng ở đây thì nó rất là phong phú, đồ ăn thì chắc cũng sẽ có đấy. Mùa này mùa mưa nữa rồi chắc là cũng có măng là cái ít nhất, là cái tối thiểu rồi. Thế mời mọi người cùng theo chân mình đi thăm nhé. Và qua đây thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ những cái video của mình ra nhé. Rồi thì cũng hơi lâu rồi, bữa nay trời nó mưa, với nhà cũng nhiều công việc quá nên mình không đi đi quay làm video cho cả nhà xem được. Thì nay giờ mình mới bắt đầu mình đi làm lại. Thì mong có gì là mọi người hết sức thông cảm, và nếu đóng góp ý kiến cho mình ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cũng xin là gửi lời chúc tới tất cả mọi người là sức khỏe để tránh được cái cơn đại dịch hiện nay. Bây giờ là toàn cầu đang có cái cơn đại dịch Covid-19 là rất là nguy hiểm nhé. Mong mọi người hãy cẩn thận giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Xin chúc mọi người tất cả. Đây nha mọi người, giờ mình đã vào trong rừng rồi. Mình đi kiếm xem có cái gì không. Mùa này vào rừng trời rất là tối, do mùa mưa nó âm u quá, vào trong rừng tối thui. Ui, mình đi xem có cái gì nấm hay là cái gì không. Đây mọi người, ở đây không biết là cái quả gì nó rụng xuống đây rất nhiều luôn này. Mà mình không biết là nó có biết ăn hay không. Đây mọi người có thể thấy rất nhiều luôn quả này. Đây, quả gì vàng vàng xanh xanh rất nhiều luôn này. Không biết là nó có biết ăn không. Thôi chắc là không biết rõ thì tốt nhất là mình không nên thử nhé, các loại quả rừng nhé. Đây mọi người, đây có một cây vả rất là nhiều quả này. Mọi người có thể nhìn thấy này. Đây, vả là rất là nhiều quả luôn. Ây da, trời tối nên là mình phải bật đèn đèn LED của điện thoại lên nha mọi người. Đây, vả này vả trắng, đã còn non lắm. Mình nhựa, chưa chín, chưa ăn được nha mọi người. Mọi người có thể thấy này, quả vả rất nhiều luôn này. Tiếp tục đi tìm xem có cái gì không nữa. Vào rừng mùa này trời tối không nhìn thấy cái gì luôn đấy mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy rậm rạp mà ẩm thấp quá. À đây mọi người ơi, đây mọi người, rừng này cũng có con ốc đá này. À đây con ốc núi đây. Đây mình thấy một con này, vô tình mình nhìn thấy này. À giờ là có ốc núi đây, mình sẽ tìm để bắt con ốc này nha mọi người. Mình sẽ tìm bắt con ốc này về để làm thức ăn nhá. Rồi mời mọi người cùng theo chân mình. Đây có một con là chắc chắn nó sẽ có. Bữa nay trời mưa là nó ra nhiều này. Nếu mà nó đã có là nó sẽ ra này. Rồi mời mọi người cùng theo mình nhá. Ui giời. Đi rừng mùa mưa này rất là vất vả, trơn trượt. Mũi vắt. Đây mọi người. Ở đây có hai con này. Đây có một con nữa này. À, đây được ba con một chỗ luôn này. Đây mọi người. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Do là trong rừng tối quá mà cái điện thoại
đèo nên là mình phải bật đèn lên, nó hơi chói chói nha mọi người. Trong rừng ở đây nó tối quá, đi bình thường không thể quay là khó mà nhìn thấy rõ lắm. Đây mọi người có thể nhìn thấy đấy, tối lắm. Rồi, tiếp tục đi tìm tiếp thôi. Nhìn thật kỹ mới nhìn thấy nha mọi người, còn đây nó khó nhìn thấy quá. Nó giống như cái lá cây ấy, nhiều lúc cứ tưởng là lá cây. Là trời thì mưa dầm tối nữa nên là rất là khó nhìn thấy nha mọi người. Mọi người có thể nghe thấy tiếng mưa tí ta tí tách đấy. Tiếp tục đi thôi. Buồn quá mọi người ơi, chưa kịp kiếm được bao nhiêu ốc mà trời thì lại mưa to rồi. Trong rừng không nhìn thấy cái gì hết. Giờ chắc là mình phải đi về rồi. Ở trong rừng trời mưa này một mình không có chỗ trú, ướt hết. Mình cũng không mang theo áo mưa nữa, lại chủ quan quá. Đây mọi người có thể thấy trắng trời, mưa to này. Đây mình đang ở trong rừng đây, mưa lộp. Chắc là mình phải xin phép mọi người, mình hẹn tập sau mình sẽ đi nhiều, kiếm nhiều hơn rồi. Giờ trời mưa quá to, mọi người có thể nhìn thấy. Đây nhìn ra chỗ thoáng này, mọi người có thể nhìn thấy. Trời mưa trắng trời, sương gió. Thôi, chắc giờ mình phải xin phép mọi người mình đi về. Để xem mà có cái gì thì mình nấu ăn tạm cái đó thôi. Buồn quá. Trời mưa rồi. Đây măng đây, bụi măng đây cũng chưa mọc rồi. Ai chà chà, xui quá nhỉ. Thôi đi về thôi, trời mưa rồi. Giờ ướt tay bấm tắt điện thoại cũng không được nữa đây. Ủa, bấm không được luôn. Bị. Đây mọi người ơi, không mang cơm theo thì hái rau, luộc rau ăn trừ bữa. Để lấy sức đầu giờ chiều về nhà thôi. Trời mưa quá không mang cơm theo. Còn may là có ít rau bí. Đây mời cả nhà nhé. Anh em đi chả ai mang cơm. Ăn rau trừ bữa. Ăn rau trừ bữa tạm thôi, mời mọi người này. Rau xanh ngon lắm. Bên này thì đang nướng mấy con cá khô để ở trong rẫy từ rất lâu rồi, từ khi vào trồng á. Mời mọi người. Tuyệt vời. Ngon quá. Ăn rau với cá khô đây thôi mọi người này. Cuộc sống vất vả nó như thế đấy. Vẫn ngon. Ăn để lấy sức vượt 20 cây số đường rừng về nha mọi người. Tí nữa trên đường về mình sẽ quay cho mọi người xem cái đường đi nó vất vả như thế nào. Sáng nay hai anh em đi 2 xe phải bỏ lại 1 xe giữa đường do là đường trơn quá đi không nổi. Hai người đi 1 xe hộ tống nhau đẩy nhau đi. Rau xanh ngon lắm này. Đây xin mời mọi người nhé.
Nãy mà có thịt bò nấu vào thì ngon. Đây là càng cái tội lười mang cơm đây mọi người, ăn rau trừ bữa. Cơm cá khô luộc canh nước vội. Đêm ăn tầm xó giặc, chân ướt vai xương. Cũng no đấy cả nhà. Xe lại xuống dốc. Dốc cao thăm thẳm. Đường trơn trượt. Dốc như cái gì luôn. Lầy lội nhất hành tinh. Đấy, máy cày 51. Hơn xe tăng. Đột chích rồi. Ghê quá. Lắc lư.